Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Triều Tiên mặc dân đói khát, đảng vẫn chế tên lửa. Phương Tây trong thời gian gần đây đã liên tục báo động tình trạng mất an ninh lương thực tại Bắc Triều Tiên. Nguyên nhân sâu xa từ lệnh cấm vận từ năm 2006 của Liên Hợp Quốc, nhưng thiên tai và đại dịch viêm phổi Vũ Hán ập đến cùng một lúc trong năm 2020 đã đẩy tình trạng thêm trầm trọng đến mức rất đáng quan ngại. Vào ngày 13 tháng 8 vừa qua, trong một báo cáo, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nói tình trạng mất an ninh lương thực tác động đến 59,8%, tức là 15,3 triệu người dân Bắc Hàn, cao hơn 57,3% so với năm 2019, tức là có thêm 700.000 người lâm vào tình trạng không có đủ lương thực để ăn. Đây là hình ảnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên về tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán và thiên tai diễn ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2020. Theo tiêu chuẩn, những người không có đủ 2.100 calo vào ngày bị coi là mất an ninh lương thực. Trước đó, từ tháng 6 năm 2020, một báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã báo động về nguy cơ thiếu lương thực ở Bắc Triều Tiên, dù tình trạng này tồn tại dai dẳng từ những năm 1990. Trong một thông cáo, ông Thomas cho biết ngày càng có nhiều gia đình Bắc Triều Tiên chỉ ăn hai bữa mỗi ngày hoặc chỉ ăn ngô, nhiều người đang bị đói. Số người vô gia cư tại các thành phố ở Bắc Triều Tiên dường như cũng tăng cao, trong đó có rất nhiều trẻ em nghèo và không có nơi ở cố định. Giá thuốc cũng tăng chóng mặt. Bà Elizabeth, phát ngôn viên của Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới, trong một buổi họp báo vào tháng 6 năm 2020, cũng phát biểu tình hình nhân đạo tại Bắc Triều Tiên rất đáng quan ngại. 40% người dân Bắc Triều Tiên, tức là khoảng 10 triệu người, luôn cần sự hỗ trợ nhân đạo. Tình trạng suy dinh dưỡng không những vẫn tồn tại mà còn lan rộng. Khoảng 10% trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu cân và khoảng 20% bị chậm tăng trưởng. Tại Bắc Triều Tiên, nuôi chó trong nhà giờ bị coi là biểu tượng cho xu hướng thối nát của hệ tư tưởng tư sản, một hình thức suy đồi của phương Tây. Từ tháng 7 năm 2020, tất cả những gia đình có chó, mèo trong nhà phải giao nộp cho các vườn thú của nhà nước hoặc các nhà hàng để giết thịt. Tuy nhiên, lý do thực được truyền thông quốc tế tiết lộ là do Bắc Triều Tiên thiếu lương thực. Tình trạng khẩn cấp mất an ninh lương thực và y tế tại Bắc Triều Tiên phần nào được thể hiện qua một loạt chương trình nhân đạo được Liên Hợp Quốc cấp phép vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020. Đây là hình ảnh xe chở lương thực viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên qua cửa khẩu Pangju, phía bắc của thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm 2019. Và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã gửi 758.000 đô la trang thiết bị y tế để điều trị bệnh nhân mắc lao và sốt rét trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Hàn Quốc tặng 10 triệu đô la để cung cấp lương thực cho phụ nữ và trẻ em Bắc Triều Tiên. Pháp tặng 230.000 đô la cho hai tổ chức phi chính phủ với mục đích để mua thêm cá và rau cho 70.000 người Bắc Triều Tiên, đặc biệt là trẻ em. Tổ chức MAC của Hàn Quốc được cấp phép đến ngày 13 tháng 2 năm 2021 để cung cấp dụng cụ y tế, cải thiện sức khỏe, răng miệng và dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ ở Bắc Triều Tiên. Và Bắc Triều Tiên là đối tượng bị Liên Hợp Quốc trừng phạt từ năm 2006 vì phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Lệnh trừng phạt sẽ kéo dài cho đến ngày 4 tháng 2 năm 2021. Do các lệnh trừng phạt, trao đổi thương mại giữa Bắc Triều Tiên với bên ngoài giảm đi rõ rệt. Trao đổi kinh tế giữa hai miền Triều Tiên đã giảm 1.000 lần chỉ trong vòng 5 năm, từ 2,4 tỷ euro vào tháng 5 năm 2015 xuống chỉ còn có 3,1 triệu euro vào tháng 5 năm 2020. Nguồn thu gần 89 triệu euro hàng năm từ khu công nghiệp Kaesong cũng bị mất do chính quyền Bình Nhưỡng đóng cửa vào năm 2016. Các chương trình cứu trợ nhân đạo của Bắc Triều Tiên cũng bị giảm đi. Hàn Quốc từng gửi khoảng 2,6 tỷ euro từ năm 1995, nhưng trong giai đoạn 2017 đến 2019, số tiền này chỉ còn khoảng 26 triệu euro. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán càng làm cho trao đổi kinh tế giữa Bắc Triều Tiên trở nên đặc biệt khó khăn đối với đối tác chính là Trung Quốc. Đây là hình ảnh tân Thủ tướng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Lao động, thăm hiện trường tỉnh Bắc Hakwet khắc phục hậu quả mưa lũ vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Từ tháng 1 năm 2020, Bình Nhưỡng quyết định đóng cửa biên giới với Bắc Kinh để đề phòng đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Quyết định này đã khiến tổng trao đổi thương mại giữa hai đối tác truyền thống giảm 90% vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước. Và những khó khăn của Bắc Triều Tiên vẫn chưa hết, bởi đất nước này mới đây còn phải gánh chịu những hậu quả to lớn từ thiên tai.
mưa lớn làm ngập lụt một phần cơ sở hạt nhân ở Yongbon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Nhiều khu vực sản xuất lúa gạo ở miền Nam cũng bị ngập lụt. Theo một số cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, tổng cộng có 39.296 hecta hoa màu đã bị hỏng do ngập lụt và ít nhất là 16.680 ngôi nhà và 630 công trình công cộng bị ngập hoặc hư hại trên khắp cả nước và rất nhiều cây cầu và đường sắt cũng bị hư hỏng. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã phải quyết định mở kho dự trữ ngũ cốc quốc gia để cứu trợ dân làng Taechongri ở tỉnh Bắc Hoangri sau khi chuyến thị sát thiên tai diễn ra vào ngày 8 tháng 8. Tuy nhiên, Kim Jong-un tuyên bố không nhận hàng cứu trợ từ bên ngoài do lo sợ lây nhiễm virus corona. Vào ngày 14 tháng 8, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh như sau: tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán càng ngày càng xấu đi trên khắp thế giới thì càng cần phải đóng cửa biên giới và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt hơn và không chấp nhận bất kỳ cứu trợ lũ lụt nào từ bên ngoài. Những khó khăn chồng chất trên vẫn chưa đủ để khiến nhà lãnh đạo độc tài xuống thang trong căng thẳng giữa hai miền liên triều cũng như trong việc chạy đua vũ khí hạt nhân. Đây là hình ảnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo chương trình tên lửa hạt nhân. Và theo một báo cáo mật của nhóm chuyên gia gửi Liên Hợp Quốc vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân, trong đó có việc sản xuất uranium được làm giàu ở cấp độ cao và xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ. Thậm chí nhiều nước cho rằng chế độ Bình Nhưỡng đã phát triển được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và có thể có khoảng 100 vũ khí hạt nhân trong năm 2020. Chưa hết, theo một báo cáo hơn 300 trang được quân đội Mỹ công bố vào cuối tháng 7 năm 2020, Bắc Triều Tiên có lẽ có kho dự trữ vũ khí hóa học lớn thứ 3 trên thế giới, gồm ít nhất 2.500 tấn hóa chất và sinh học. Kim Jong-un từng tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ không bị các thế lực thù địch bên ngoài đe dọa và sẽ không có chiến tranh khi còn được chương trình vũ khí hạt nhân bảo đảm sự ổn định và tương lai cho đất nước này. Vào hồi tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên cũng đẩy căng thẳng lên bán đảo Triều Tiên và trở nên nóng bỏng khi ngày 9 tháng 6 lấy cớ trả đũa Hàn Quốc để cho những người tị nạn Bắc Triều Tiên thả chuyển đơn, Bình Nhưỡng đột ngột cắt đường dây liên lạc về chính trị và quân sự với Seoul. Rồi sau đó một tuần, vào ngày 16 tháng 6, Bắc Triều Tiên đã cho đánh sập tòa nhà được dùng làm văn phòng liên lạc liên triều, một hình thức ngoại giao giữa hai miền, được khánh thành trước đó vào năm 2018 tại thành phố Kaesong, vốn là biểu tượng cho sự hòa dịu giữa hai bên. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 6, báo Bắc Triều Tiên đã loan tin lãnh đạo Kim Jong-un đã cho ngưng kế hoạch hành động quân sự nhắm vào Hàn Quốc sau nhiều ngày căng thẳng. Giới quan sát cho rằng với sự thay đổi chiến lược này, Bắc Triều Tiên hy vọng sẽ có được sự nhượng bộ từ bên ngoài. Các nhận định bi quan hơn thì cho rằng quyết định này xuất phát từ việc quân đội Bắc Triều Tiên cần thêm thời gian chuẩn bị trước khi có hành động khiêu khích mới. Về mặt chính trị nội bộ tại Triều Tiên, giới phân tích đang ghi nhận một sự chuyển giao quyền lực đáng kể từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un với em gái là Kim Il-sung, người được cho là nắm quyền chỉ huy thứ hai trên thực tế, và một số quan chức cấp cao khác trong bộ máy quyền lực. Đây là hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Il-sung trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Bàn Môn Điếm vào tháng 4 năm 2018. Cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng bà Kim Il-sung, người thân duy nhất của ông Kim Jong-un, có vai trò chính trị công khai, đang giữ vai trò người chỉ huy thứ hai trên thực tế, nhưng không nhất thiết phải được chỉ định là người kế nhiệm. Theo các nhà phân tích, sự nổi trội của bà trong chiến dịch chống lại Hàn Quốc trong năm nay cho thấy vai trò chính sách thực chất đã vượt qua ngoài vai trò của trợ lý của bà Kim. Và bà Kim Il-sung gần đây đã dẫn đầu một chiến dịch mới khó khăn hơn nhằm gây áp lực lên Hàn Quốc với những tuyên bố công khai đầu tiên chỉ trích quốc gia láng giềng này. Vào hồi tháng 7, bà cũng đưa ra quan điểm cá nhân về ngoại giao với Hoa Kỳ trong một tuyên bố bất thường trên truyền thông nhà nước, nói rằng anh trai đặc cách cho bà xem các bản ghi âm về lễ kỷ niệm ngày độc lập của Mỹ. Quyền lực và chính sách kinh tế và quân sự cũng được giao cho một số quan chức cấp cao khác, mặc dù ở cấp thấp hơn. Sự chia sẻ quyền lực được lý giải là có thể nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng cho Kim Jong-un, cũng như giúp nhà lãnh đạo tránh bị đổ lỗi cho bất kỳ thất bại nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020 với bản tin Bắc Triều Tiên mặc dân đói khát, đảng vẫn chế tên lửa. Quý vị và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.